Vừa rồi có một cái câu hỏi là đại khái là thế này, là hồi sáng nay á, sáng nay trà đạo á, thì có một người hỏi là như ông Edison á, là ông chế ra bóng đèn gì đó, thế mà ông đã trải qua không biết bao nhiêu lần sai lầm, cuối cùng á, ông mới tìm ra được cái chất để mà làm cái tim của cái đèn điện. Thế thì bây giờ mình là chỉ cần là hưởng cái kết quả của cái việc mà ông chế ra được cái bóng đèn thôi, chứ đâu cần gì mình cũng phải trải qua cái sai lầm để mà mình phải chế lại cái bóng đèn làm gì. Tức là ý là nói rằng đó, Đức Phật á, là Ngài tu vô lượng kiếp, rồi Ngài giác ngộ, rồi bây giờ Ngài đã nói ra, thì bây giờ mình theo cái pháp của Đức Phật để mình giác ngộ thôi, chứ đâu cần phải trải nghiệm qua những sai lầm làm gì. Thì cái điều này là thứ nhất, hầu hết mọi người đó, hầu hết là chỉ biết hưởng cái kết quả của người khác làm mà không tự mình trải nghiệm, chiêm nghiệm ấy, là để sáng tạo cái gì cả. Vì vậy cho nên giả sử bây giờ giả sử đi, giả sử có một biến cố nào đó mà tất cả cái bóng điện trên cái quả đất này đó là đều bị tiêu hủy hết, thì lúc đó là mình chịu tối thôi, chứ còn không có cách nào mà mình làm ra được cái bóng đèn được cả. Đâu có ai biết làm bóng đèn đâu, chỉ có một ông đó biết làm thôi, chứ đâu có ai biết làm đâu. Thành ra mình chỉ ngồi mà hưởng kết quả thôi, cho mình không chịu trải nghiệm để mà học hỏi, để mà tìm kiếm. Và có thể là biết đâu mình lại tìm ra cái mà còn hay hơn cả bóng điện nữa. Ví dụ như bây giờ người ta không sử dụng cái bóng điện theo kiểu đó nữa, mà bây giờ người ta dùng đèn led gì đó chẳng hạn, thì sao? Tức là mình, nếu mà mình không tự mình trải nghiệm, không có tự mình sáng tạo, thì là ai cũng giống ai rồi. Thì như vậy đâu được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là Đức Phật thực ra là Ngài khai ngộ cho những cái người nào đó mà Ngài biết rằng, tại sao mà nói rằng là cái người đó là đủ duyên. Đủ duyên là gì? Tức là cái người đó đã từng trải nghiệm rồi, và Đức Phật Ngài biết rằng là người đó đã từng trải nghiệm trường này. Vì vậy cho nên Đức Phật Ngài nói một cái là người đó hiểu liền. Đó, người đó giác ngộ liền. Như vậy á, thì cái việc mà giác ngộ cũng không phải là do Đức Phật, do cái thành quả của Đức Phật mà giúp người ta giác ngộ, mà là chính vẫn do thành quả của chính người đó, mà Đức Phật Ngài chỉ là khai mở cho người đó thấy ra thôi, chẳng phải là cái thành quả đó là do người đó. Nếu người đó học, ví dụ như bây giờ mình nói là học á, người đó mới học ngang lớp 1, thì Đức Phật Ngài không thể nào mà chỉ cho cái người đó là trình luồng án tiến sĩ được cả. Không thể. Tức là người đó phải trải nghiệm học cho đến khi mà cái người đó đang là chuẩn bị để học, để mà tìm tài liệu để mà làm luồng án tiến sĩ. Thì lúc đó đó mới người ta mới chỉ cho là muốn làm luận án tiến sĩ thì bây giờ phải tìm tài liệu này, tài liệu kia để làm luận án tiến sĩ thì mới được thôi. Chứ đâu cái người đó mới học lớp 1, lớp 10 gì đó mà làm sao mà nói luận án tiến sĩ được. Cho nên cũng phải trải nghiệm của người đó, chứ không phải là trải nghiệm của Đức Phật và người đó bây giờ chỉ hưởng thôi. Và cái người á, cái người giác ngộ đó, tức là cái người mà đã, ví dụ như cái người đó đã tiến sĩ rồi, bây giờ
gặp một người lớp 1 thì người đó chỉ nói cái nguyên lý học hành như thế nào, chứ không thể nào mà đem cái tiến sĩ ra mà dạy cho người lớp 1 đó được, mà chỉ nói cách học như thế nào thôi, để cho người đó theo đó mà học từ lớp này qua lớp khác cho đến khi học thành công. Đại khái là như vậy. Vì vậy cho nên á, cái người giác ngộ chỉ là chỉ cái hướng đi cho cái người chưa giác ngộ thôi, chứ không phải là cái người đó hưởng được cái sự giác ngộ của cái người giác ngộ được. Không thể. Và thứ ba là thế này. Cái này thì thầy có ví dụ rồi. Thầy nói là cái giác ngộ rồi người ta mới nói ra, chứ không phải là lấy cái người ta nói ra để mà giác ngộ. Tức là thế này. Thí dụ như cái người ta tìm ra một cái định luật khoa học nào đó đi, thì người ta phải quan sát cái định luật đó trên thực tế để người ta mới tìm ra cái định luật đó, chứ không phải là người ta đặt ra một cái định luật trước rồi bắt cái đó phải đi theo. Không phải là người ta nói là bây giờ tôi tìm ra một cái định luật và bây giờ mặt trăng phải đi theo cái quỹ đạo theo định luật đó, không được. Mà là người ta phải nghiên cứu cái quỹ đạo của mặt trăng đi như thế nào, do lý do gì mà cái mặt trăng nó đi như vậy, rồi người ta mới tìm ra được cái định luật. Thì tất cả những cái mà tìm ra đều là sự thật đã có sẵn, cho nên đó không phải là mình không thể mượn cái thành quả của người khác, mà mỗi người phải giác ngộ trên cái thật của chính mình đó. Cho nên thầy mới có một cái ví dụ là cái chân con rít, là người ta tìm ra cái công thức chân con rít đi như thế nào là dựa trên cái sự thật về chân con rít nó đi như thế nào, chứ không phải là người ta đưa ra một công thức để cho con rít đi theo cái chân đó, đi theo cái công thức đó. Mà cái công thức đó là lấy từ cái việc mà cái con rít nó đi như thế nào mà nó có thành công thức, chứ không phải là áp dụng công thức để cho con rít đi. Đó. Cái giác ngộ đó, nó khác, cái giác ngộ nó khác với cái mà rèn luyện để trở thành đó là như thế này. Cái giác ngộ đó là vì chân lý là tùy thuộc vào cái bối cảnh của mỗi người, tùy thuộc vào chính họ, tùy thuộc vào cái bối cảnh mà họ đang sống để mà giác ngộ, chứ không phải là mình phải là phải qua, bây giờ phải qua Ấn Độ mới giác ngộ. Không phải vậy, không phải Đức Phật giác ngộ Ấn Độ thì bây giờ mình cũng phải qua Ấn Độ rồi mình cũng phải tới cái nước Ca Tỳ La Vệ đó mà là giác ngộ. Không phải vậy, mà mình phải giác ngộ trong điều kiện của chính mình đây này, trong cái xã hội của mình đây này, trong cái bản thân mình đang như thế nào này, mình giác ngộ trong cái đó, chứ đâu phải là phải qua bên Ấn Độ rồi mình làm theo như Đức Phật đâu được. Không phải. Và nếu như Đức Phật mà ngài sinh ra ở tại Việt Nam và ngài giác ngộ ở tại Việt Nam, chắc chắn là ngài sẽ dạng hoàn toàn khác. Nhưng mà cái chân lý đó thì vẫn không khác, tức là cái cốt lõi của chân lý thì vẫn không khác. Nhưng mà những cái điều mà ngài nói ra thì nó phải phù hợp với cái tình trạng hiện tại của mỗi người trong cái thời này, trong cái xã hội này, thì người ta mới giác ngộ được. Chẳng phải bây giờ là mình cứ Phật nói gì đó mình cứ làm theo, không phải vậy. Vì thực ra Đức Phật ngài chỉ nói cho năm vị Kiều Trần Như giác ngộ thôi. Còn nếu như ngài thấy rằng mình nói năm vị Kiều Trần Như cái bài kinh này cho nên giác ngộ, vậy thì bây giờ gặp người nào mình cũng cứ nói bài kinh này là họ giác ngộ hết trơn, chứ cần gì cho nó mệt khỏe. Vậy đó, mình cứ gặp ai mình cứ nói bài kinh này là họ giác ngộ thôi. Tại sao ngài lại phải nói tới hàng ngàn bài kinh là sao? Là bởi vì ngài nói cho từng trường hợp hoàn toàn khác nhau.
Tùy theo cái trải nghiệm của người đó như thế nào thì Ngài mới nói đúng cái trải nghiệm của cái người đó. Ví dụ như ông Angulimala là cái trải nghiệm của ông là giết người, thì Ngài nói để cho ông nói sao mà để cho ông tỉnh ngộ ra được chính cái mà ông trải nghiệm. Ông Bahiya đó thì trong cái trải nghiệm của ông ấy như thế nào, cho nên Đức Phật Ngài mới nói đúng vào cái mà thực sự ông trải nghiệm, cho nên ông thấy ra. Ông Yassa cũng vậy, nói chung là tất cả mọi cái trong các bài kinh đó là mình thấy điều đó rất rõ. Như vậy á, Ngài không phải là bắt mọi người theo cái cách tu của Ngài, mà Ngài lại giúp mọi người giác ngộ lại cái chính cái trải nghiệm đời sống của chính mình.